Hôm nay thấy đi đâu? Mày thấy đi chợ gì? Thấy hết đó đấy. Không mà thấy mua gì? Thấy mua con cá heo. Quay bên kia nữa có con cá heo. Con cá gì? Quay bên kia. Con cá heo. Rồi quay qua bên kia cho bố coi với. Đó con cá heo nè. Mang con cá nhỏ. Ok bây giờ thấy mua gì nữa? Thấy mua cái Google đúng không? Đúng không? À, diving Google ha. Ok. Xong rồi tí nữa thấy bơi thử quá nha. Hello Titan. Hôm nay thấy bên đi học bơi. Bố mua cho thấy Google. Đúng không? Nhưng mà bố mua cá cho thấy nè, cá mập đâu, cá heo đâu. Cá heo ăn cá nhỏ. Nhưng mà thấy chơi Google này đó. Thấy bơi vui không? Thấy bơi vui chưa? Thấy nó qua kia thấy bơi. Hôm nay mấy ngủ trễ, mấy không có đi qua xe được nên bố phải mở bước cho bồ cho thấy bơi. Thấy chơi đi nha. Bỏ nước ra đi, dọc nước ra đi, bố bỏ dọc nước ra xong mình thở dưới nước. Đó, giỏi chưa? Wow, yeah. Đúng rồi, giỏi quá. Để nước ra. Chơi cá mập đi. Hãy làm người bơi nha, hãy lớn lên hãy làm bơi nha. Thì thấy nhìn bố đi, giỏi chưa? Thấy thở được không? Đúng rồi hả? Cái ống bơi để thở đó, biết rồi. Hãy nhìn con cá đi, nhìn con cá. Con cá mà thái nè. Thái thích không? Thái bơi giỏi chưa? Thái đang làm gì? Thái tìm treasure. Thái tìm treasure cho bố coi. Thái bơi thử coi. Bơi đi. Thái ơi, nhớ nhìn bố chút coi. Thấy là người gì vậy? Funny. Kê cái ghế cho Thái. Vui chưa? Oh no. Thôi chừng đụng, hold on, don't shoot. No throwing.
nè, thấy anh nút đây, anh nút đây xong ấy. Phải tùy. Anh xe máy vậy? À, lớp à. Hai móc đồ anh ơi. Thank you. Đi, đi về. Đừng có đổ nha. Ăn ngon không? Thấy đi đi chơi với bố, đi bơi với bố đúng không? Xong rồi đi chơi football. Xong rồi bây giờ ăn bánh. Nó mì quá ha. Không biết mở luôn. Giỏi quá, uống miếng sữa nữa coi. Uống sữa nhiều vô. Trời ơi, giỏi quá. Uống hết luôn.